Ở cái phòng cái giường của mình đâu đấy? Dạ thì em bán Chị bán rồi hả? Bán ai cho ai em? dạ bán chung cho cái anh để phòng trọ nhà mà anh biết không ạ? Ở cái phòng cái giường của mình đâu đấy? Dạ thì em bán Chị bán rồi hả? Bán ai cho ai em? dạ bán chung cho cái anh để phòng trọ nhà mà anh biết không ạ? Ừ, chị bán nhiêu đấy? Dạ 600. 600 hả? Bán hồi nào em? Dạ hôm qua. Ừ. Hôm qua giờ chị Duyên có ở đây không? Dạ có. Có hả? Chị đi với Phúc đi đâu rồi? Dạ em biết. Em Ừ. ngủ mất không thấy anh chị. Ừ. Ủa vậy rồi sao ngủ? Bán giường rồi sao ngủ? Dạ ngủ đây nè. Ngủ chung luôn hả? Ủa anh Phong anh nói hẹn Duyên ở đây mà. Trời ơi cái giường mới mua đây bán luôn rồi. Chị kẹt tiền hay sao đấy? Em không biết hả? Giường anh mua 2 triệu rưỡi mà giờ bán còn có 600 mà. Cũng khiếp thiệt. Buồn ghê. Cái chỗ ngủ cũng bán luôn rồi. Xe đạp mới mua hay chị? Xe gì tư ha? Đúng rồi. Con thằng này không đánh cái luôn. Câu cá hả chị Duyên? Câu nhiều không? Cái gì hả chị? Chữ chữ gì á? Đâu cho em coi với. Cái gì vậy? Số ai? Ba. Ba Đức là sao? Là ba của em. Hả? Là ba của em. À, ba mới về hả? Chứ sao? Ba ở đây mà. Vậy hả? Câu nhiều không? Em cũng không biết hai người đi không có đi đâu. Em mới chạy. Ờ, đấy, điện cho ba. Ba chở như vậy. Điện hỏi không biết còn phiền. Điện thoại của chị đâu rồi? Sửa xong chưa? Thư có sửa được. Thư sửa không được ha. 097. Thôi ngồi nói chuyện cho Phong hỏi chuyện với chị trước cái đi. Dạ. Ngồi ngồi đi chị. 745. Đây nè. 8720. Rồi ngồi xuống đi chị Duyên. Dạ. Em đi kéo đấy nha. Nha. Dạ. Em đi. Cho Phong đi, tao lấy kéo. Cúp điện rồi. Rồi Phong rồi trao đổi với nói chuyện với chị đi Phong. Anh Hồ nói chuyện đi. Ngày hôm nay chị có đi làm gì không? Dạ không. Không hả? Dạ. Rồi sáng giờ chị làm gì? Sáng em đi lượm da chai mình học. Lượm được nhiêu? Dạ, lượm bán được coi được 40 ngàn. Hồi giấc trưa ngày mưa 55 ngàn. 40 ngàn? Dạ. Ờ, em thấy cái phòng mình nó lạ lạ ta. Dạ, mất cái giường. Mất cái giường. Là anh nói chừng nào anh Phúc có về là điện trên. Ừ. Thì em về đây nằm cỡ 2 tiếng gì, 2 tiếng mấy giờ anh Phúc chạy xe về. Ừ, Phúc chạy xe về. Phúc đi làm hay sao ta? Dạ. Cái đó thì anh nói đi làm thì em nghe theo đi làm chứ. À, chứ chị cũng không biết ha. Dạ. Thì sao mà em không thấy gì mình có gửi tiền cho cô không? Dạ. Thì em cũng coi bánh làm được thì gửi cho mẹ, nhưng mà anh cũng nói là anh có gửi, em cũng không biết đó. Vợ chồng em thương thì em tin tưởng, chứ em cũng thật sự là em cũng nằm ở đây chứ em đâu có đi về bệnh. Rồi em cũng có hỏi nhiều về chuyện tiền bạc chứ cũng cho làm hay là không làm. Thì chồng nói là đi về làm, em kêu đi xin chuyện làm, thì chồng nói là đi xin chuyện làm được rồi đi làm, thì em cũng nghĩ là đi làm. Ừ, em bất ngờ khi mà chủ nhà trọ thông báo với em là chị đã ứng 2 tháng tiền trọ. Dạ. Thì trước khi em giao tiền trọ lần đầu tiên em mướn cho thay mặt chị Kim Vân mướn á. Dạ. Thì chị chịu cái phòng này và chị ở. Dạ. Chị đã đồng ý ở. Dạ.
Thì nguyên nhân vì sao mình lấy tiền trọ là sao? Bữa đó thì em của em nó dưới anh Phúc, hai người nó lục dặn qua dặn là qua tiếng lại thì có chuyện. Thì em mới nói là để em lấy xin ứng lại 2 tháng đó rằng em đi về bển, mà ở dưới bên bển đừng có cho khó lòng bên nào hết trơn, một bên là em ruột, một bên là chồng. Vì sao lúc đó chị không điện cho em? Dạ. Lúc đó anh ông chủ nhà trọ có điện mà ổng nói điện không có vô. Lúc đó chị có điện thoại điện cho em mà. Mà em điện cũng không có vô. Ổng nói điện không được, điện dạ, em không biết nhớ số điện phòng có Zalo. Ừ. Rồi chị lấy 2 triệu đó. 1.8 triệu. 1.8 triệu. Dạ. Để làm gì ta? Mình tính về bển nhưng mà em nói tới chuyện lại nó khóc, nó nói thật là giận thì do, nó nói vậy chứ có chị em nào mà bỏ nhau đâu. Ừ. Hôm qua này em cũng tính đi nữa mà nó cũng khóc nữa, em cũng ở lại. Ừ. Vì sao mình không trả tiền trọ lại nó cho chủ? Dạ. Thì người ta nói tiền đó là để người ta giữ 2 tháng đó, người ta để đóng tiền điện tiền nước. Nếu mà mình lấy 2 tháng đó lại thì mình phải đóng tiền điện tiền nước mỗi tháng, còn mình không lấy thì người ta khỏi đóng, còn nếu mình lấy thì mình phải đóng mỗi tháng. Dạ. Vậy là chị lấy để chị đóng tiền điện tiền nước luôn. Dạ. Rồi sao chị không gỡ chủ đi, tại vì tiền đó mình ứng 2 tháng là còn lại bao nhiêu tháng? Còn 10 tháng. 10 tháng, hôm qua em nghe nói là chị ứng đòi ứng 5 tháng là sao? Là em tính là nghỉ ở, em để là cho em 5 tháng đó là cho nó ở Đức luôn, là em không ở đây nữa. Vì sao? Dạ. Thì em cũng cũng dặn là qua tiếng lại gì đó, là em nói là không khoát là không ở đây nữa. Nhưng mà phòng này là em mướn cho chị mà. Dạ. Chứ em đâu có mướn cho đế đâu. Em thay mặt mạnh thường quân mướn cho chị mà. Dạ. Thì có gì chị phải thông tin với em chứ. Còn nếu như mà chị với đế là chị cũng phải nói với đế rằng là đây là phòng mạnh thường quân mướn cho chị chứ. Tại sao chị đi mà chị không nói? Không phải, anh Phúc có bữa hôm kia có đi về bển. Nhưng mà em, chị nghe em nói một câu. Dạ em nói. Chị ra ứng tiền trọ 5 tháng, chị không nói với em. Từ chủ nhà trọ nói với em thì chị mới nói là chị ứng để chị đi mướn chỗ khác. Anh Phúc á, ảnh nói là mẹ với anh Bùi Hồ nói chuyện với ảnh rồi, kêu ảnh về ứng nhà tiền nhà trọ lại đặng nó đi mướn chỗ khác ở. Thì em anh, nói em không có nói cái nào mà ứng tiền trọ nào hết. Dạ dạ, thì em anh Phúc anh mới nói vậy, em mới nói là muốn gì đạo cho anh Bùi Hồ lại đi. Vậy tại sao chị không kêu chủ nhà trọ điện cho anh Bùi Hồ nói với em là như vậy? Rồi cái chồng em mới lại nói với ông chủ mới nói là đợi Bùi Hồ lại đi, đợi mấy anh YouTube lại đi. Em nói là đó, đã tao nói rồi, đã chờ mấy anh YouTube lại đi rồi đừng hả, đừng có lại nói như vậy. Thì hả, chồng em cứ hối hoài vậy. Phúc hối chị? Dạ. Là kêu phải lấy tiền trọ. Dạ. Không thông qua em. Không, anh nói là vậy. Tại sao cái ngày em về đây đầu tiên á thì chị không nói là anh Bùi Hồ em đã ứng hết 2 tháng tiền trọ? Em tưởng đâu chủ nhà trọ có nói với anh rồi. Chị tưởng đâu chủ nhà trọ nói với em rồi. Dạ. Tại vì ổng nói ổng điện không vô. Có 2 vấn đề em buồn chị nhất nè. Dạ. Vấn đề thứ nhất. Dạ. Đến thời điểm em về 3 ngày đó sau em không biết chị ứng hết 2 tháng tiền trọ, không cho em hay. Và chị nói về bệnh ở nhưng mà không có về. Dạ. Và hết 2 triệu đó luôn. Em không hề thấy 1 triệu 8 đó em không hề hay biết. Dạ. Đúng không? Dạ. Cái vấn đề thứ hai, chị nói ra ứng 5 tháng tiền trọ để chị dọn chỗ khác, nhưng mà chị không cho em hay. Và chị không cho chủ trọ hay rằng là không cho chủ trọ nói với em là em không phải là không cho, em có xin số, em xin số chị cũng như con chủ trọ có số của em. Dạ em mới xin. Sau đó thì chủ trọ mới nói với em là anh ơi tại sao chị viên ra đòi 5 tháng tiền trọ. Dạ. Là hôm qua là em giấc sáng còn giấc chiều là anh Phúc là người nói với ba của chị. Ừ. Rồi anh Phúc giấc sáng tới một đêm giấc sáng cứ nói hoài là lấy tiền lại đặng đi mướn chỗ khác ở. Dạ. Dạ rồi thì em mới ra hỏi chị, rồi em xin số chị đặng nói với anh Bùi Hồ. Rồi đâu nói chị cứ điện cho anh Bùi Hồ đi rồi hả, có gì kêu ảnh điện lại cho em. Bây giờ mọi thứ nó chỉ là coi như là em suy nghĩ sai về chị. Bây giờ em muốn biết á. Dạ. Là vì sao mình lại bán chiếc giường? Dạ thì cũng như em nói là hôm qua đó, em dặn em đó, em muốn bán rồi đi về bà ảnh ở. Rồi tới hồi mà em chưa bán đó, em hỏi nó giờ con có tiền con đưa đỡ chị vài trăm đi rồi chị đi xe về bà ảnh. Hả chị không ở nữa. Trước đó không? Chị đã về mẹ cô Phúc lấy hết 1 triệu. Có không? Mẹ của Phân Phúc á dặn là không có đưa 1 triệu đó cho em. Mà Phúc có lấy 1 triệu không? Phúc có lấy. Nhưng mà không có đưa, họ không có cho em thấy tiền đó 1 triệu đó đi em đi đâu về đâu. Phúc lấy. Em có kêu là em có điện cho mẹ nói là lấy mượn 1 triệu.
Nhưng mà hả, mẹ cũng cho mượn, nhưng mà tới hồi anh Phúc và bà lấy tiền á, là ba anh Phúc trên đường đi về á, là bà điện cho anh Phúc kêu là đừng có đem tiền đó đưa cho em, tự anh Phúc giữ làm gì làm, không có đưa cho em. Sao cái tin đó chị biết? Anh Phúc nói là chị Tiên với ba nói vậy. Anh Phúc nói cho chị nghe vậy? Dạ. Bây giờ hiện nay chị còn được nhiêu tiền? Của mình em giờ không còn tiền. Hôm qua bán 600 ngàn thì làm gì hết rồi? 600 ngàn xài. Xài hết rồi? Dạ. Bệnh hoạn trong người sao rồi chị? Cũng uống thuốc cầm chừng như thế này, trầu trong mặt gì có. Em muốn biết lại là những ngày trước chị bệnh đó, thì dạ, mình vô nước biển ở bác sĩ á, dạ, thì bác sĩ có kê hóa đơn kê to cho mình gì để điều trị không? Không, ta chỉ nói là mình là bị thiếu canxi với thiếu máu. Vô nước biển được 3-4 bữa thì người ta máu đổi chỗ bên đây thì chích thuốc lại là người ta nói là máu được 11 rồi, không có thiếu, còn thiếu canxi với dinh dưỡng gì đó, bởi nó ấy với bị rồi tử hành. Là chích thuốc cái bữa đó là anh hay là... đúng rồi, anh đi theo hồi mà em ngồi em chờ anh Phúc lại đó. Và anh hỏi xong chị vô đó. Hôm trước là lấy 1 triệu, yeah, em đưa 1 triệu cho chị, yeah, chị khám mấy trăm ngàn, yeah, coi như 250 đi, Phúc lấy 500, sửa chiếc xe hết nhiêu? Em cũng không biết, người ta nói là tiền bạc em đưa cho chồng em là em không có hỏi mà. Sao nói chị nói là hôm trước chị có nói với em một đoạn là về ảnh đưa sẽ đưa lại cho em, bạn nhớ không? Dạ, nhớ, em có nhớ, nhưng mà em về là em điện em chữ ảnh cái vụ mà ảnh không có đi làm. Tại vì em có nghe chuyện nói chuyện của chị Tiên với anh đó là không có đi làm. Em có dặn ảnh là không có nói chuyện với nhau luôn nguyên ngày đó, em cũng có đánh hỏi vụ tiền bạc nữa. Rồi chiếc xe của mình Phong mua còn không chị? Còn mà em đổi xe khác. Tại vì xe kia nó chạy nó cứ tắt máy hoài à. Đang chạy gì thắng lại cái chết máy. Mua chiếc xe quay hay ghim ta? Quay. Mua chiếc quay, chị đổi lại chiếc quay khác. Dạ. À, Phong nó dự định là nó chiếc xe đó nó giỡn quá, nó sẽ bán chiếc mua cho chị chiếc mới nữa. Thì chút xíu nữa thì chị sẽ lấy chiếc xe đó đưa cho Phong để Phong đi bán mua cho chị chiếc xe khác. Phong có nói với chị không? Dạ, có nói với em hôm qua. À, vậy là chiếc xe của mình để đâu rồi? Thì anh Phúc chạy đi với ba đó. Chạy đi với ba rồi hả? Ừ. Em không ngờ là cái việc sự việc nó như thế này. Ngày em đi, em với Phong đi Ấn Độ á, cũng còn khá nhiều tiền. Mà trong khi đó chị hỏi mượn thêm là 1 triệu 8 của ông chủ trọ nữa. Không, 1 triệu 8 đó em mượn trước mấy anh đi Ấn Độ lâu lắm, là chưa mấy anh mới lại đi Ấn Độ mà. À, vô đi chị, vô đi. Nhưng mà một khoảng thời gian khá là dài, chồng chị đi làm, Phúc đi làm, mà chị nói chị đi làm, mà thật ra Phúc không có làm ngày nào hết. Thì anh nói anh cứ đi làm chứ sao, bữa nào sáng mưa không mưa thì anh về, còn anh mưa thì em kêu ở lại làm nó được, bỏ anh chạy về đây đường nó xa, em không có cho về thì anh cũng không có về hai đêm. Rồi em cũng thì anh em nói sao chồng em nghe vậy thì em cũng đúng là chồng em nói sao em cũng nghe vậy, thì vợ chồng sống tin tưởng nhau mới sống được. Hôm trước chị có nói với em á là anh Phúc á lâu quá không làm, làm lại không quen, gắn xưng cái dây luôn. Dạ, anh nói làm đau dây, làm lại nếu mà nghĩ là phải ra làm nữa là nữa lâu mới lành lại cái dây, nó là gánh mới không đau, mới bị chai gánh mới không đau. Làm chỉ nói chị nghe thôi chứ chị dạ, không biết đau dây hay là gì luôn. Anh chỉ nói là đau nhất cái dây thôi. Tại lúc trước em có đi về bển làm chung với ảnh đó là có dây, anh cũng mới làm lại cái dây của anh đau ẩn đỏ như. Em qua đây để thông tin với chị á, là Phong có dự định là qua đây để mà lấy chiếc xe của chị bán mua cho chị chiếc xe mới ha, yeah, cho nó cho chị chạy cho nó an toàn hơn, cho Phúc nó đi làm cho nó an toàn, nó không bị tắt máy nữa ha. Yeah. Rồi thông tin thứ hai á là em sẽ còn cái số tiền 3 triệu còn lại của chị Linda Trần ở Mỹ đó, yeah, thì chị nói chị để đó chờ chị hướng xử lý, rồi sau này chị xử lý chị có ý kiến phản hồi cho em thì em sẽ có hướng tiếp theo, em sẽ thông báo với chị, yeah, được không? Dạ. Yeah. Vậy ha. Yeah. Hôm nay mình ăn cơm gì chị? Dạ, yeah, em nấu cháo anh, như cá kho. À, ở túi là bây giờ không còn tiền nữa. Dạ. Yeah. Hôm qua nay mà chị xài hết 600 ngàn luôn. Thì em bán cái giường rồi là hai em chồng em đưa thiếu tiền mua tiền tiệm này kia lặt vặt thiếu.
Tiền tiền như lần giặt lật giặt với là thì tiền em cũng không biết sao, tiền em không lấy em xài cái gì mà sao em để là nó hết. Nhiều khi em suy nghĩ em cũng muốn nhức đầu, em suy nghĩ nhiều khi cái số tiền đó em không biết xài đi đâu gì đâu mà nó cũng mau hết. Nhiều khi em suy nghĩ em nghĩ không ra, em cũng nhiều khi em cũng hỏi, tự hỏi lòng sao tiền mình thấy mình không có xài bao nhiêu mà cứ xong rồi cứ mau hết hoài. Mình nói ra thì người ta nói mình này kia nó dốc, giờ mình nói thiệt người ta cũng không tin mình hả. Tiền mình xài trong ngày thì mình phải biết cái gì mà em biết, em xài em biết, nhưng mà em nhớ cái nào em xài em nhớ, còn cái nào em không xài em không nhớ, mà cũng tiền cũng đếm lại tới lui cũng không đủ vô cái số tiền đó. Hôm trước là Phúc đi cái gì mà qua bên ba? Đi xe ông đã ôm. Vì sao? Dạ chữ lộn với em. Xe máy đâu? Dạ chữ lộn, em không cho lấy xe đi. Em không cho lấy xe đi? Dạ chữ lộn. Cãi lộn với em là đòi chạy xe về bản là em không cho đi. Vì sao cãi lộn? Dạ cãi lộn vì vụ đi làm thì sao? Thì cũng vụ đi làm nữa. Và ba mẹ qua anh Quy Hồ nói với em là ba mẹ nói là anh không có đi làm, không có gửi tiền, thì cũng chặt cãi, cự già cãi nhau, không có nói chuyện. Em rất buồn cho chị. Dạ. Cái buồn hiện tại là tại căn phòng này. Dạ. Vì sao cái số cái chiếc giường là cái chỗ ngủ của mình? Dạ. Là em bữa đó em nhín thời gian ở lại em đi mua cho chị. Yeah. Chị nhớ không? Dạ. Yeah. Và cái giường đó là giá là 2,5 triệu. Dạ. Yeah. Vì sao cả cái chỗ ngủ của mình chị phải đi bán luôn? Mấy trong khi đó chị bán cái giường á nó giá rẻ gấp mấy lần, chỉ còn bán 600 ngàn, xài một ngày một hết trơn. Chị có, em nghĩ chị cần tiền gấp như vậy để làm gì? Em không cần tiền gấp, nhưng mà có ai mà cần tiền xài lật giặt hàng ngày để mà đi cầm chiếc giường bán 600 ngàn không? Hôm qua nói chung là em soạn đồ là em soạn rồi hết, là em suy nghĩ là em không còn ở đây nữa luôn, em không tính là em không ở đây nữa. Và em thông tin với chị rằng, yeah, chị Tiên có dặn em, yeah, đây là căn phòng mướn cho chị ở. Yeah. Chị không ở vì một lý do nào đó em không cần biết. Yeah. Thì chị đi nơi khác chứ không được lấy tiền trọ lại. Yeah. Chị Tiên dặn với em. Dạ. Chị có cần thì em có nói với chị. Dạ, dạ, hôm qua em có nghe rồi. Có nghe đúng không? Dạ dạ. Thì chị Tiên nói với chị, thông tin với chị như vậy. Dạ. Nhưng mà một ngày trước á, mình sống ở dưới gầm cầu, mình lên đây có chỗ ngủ đàng hoàng. Dạ. Chị với Phúc ở trên, còn đế thì chị Phúc ở dưới, còn đế thì ở trên. Một cái chỗ im đẹp như vậy rất là nhiều người muốn. Tại sao chị lại đánh đổ hết tất cả vậy? Chị nói là ở đây nực. Nực vậy thì chị nhớ cái ngày mà chị sống ở dưới gầm cầu không? Em ngủ nhiều khi em cũng không có bắt quạt. Tại vì lúc đó là chị Tiên nói như vậy, rồi anh Phúc có về bển đảo qua lại là nói là chị Tiên với anh Bùi Hồ với mẹ ảnh là kêu lấy tiền lại đặng đi mướn chỗ khác. Tại chỗ này có người ta có hỏi thì nói nực quá. Mà em cũng chưa cái lại hỏi ông chủ trọ. Chính cái chiều cái bữa đó chồng em từ bên nhà mẹ về là từ em kêu nói muốn nói á, tại anh qua bển anh nói chuyện với ba mẹ sao á, thì giờ anh lại anh nói với chủ trọ vậy đi. Chứ tại em ở nhà em không có biết cái gì đâu mà để em đi nói. Và anh nói với ông chủ trọ, ông chủ trọ nói là tiền đóng rồi là ông đưa cho người ta hết rồi. Ở hỏi lấy lại thì cũng đợi mấy anh YouTube lại. Em nói đó, đã tôi nói rồi muốn gì á, đã anh Bùi Hồ nói với anh rồi á, thì đợi mấy ảnh lại đi rồi hả, em lấy. Cứ đó một hai hối. Ai hối? Anh Phúc nói là chị Tiên với mà. Mướn cho chị Phúc có quyền gì mà hối chị phải đi lấy. Mướn phòng trọ là em mướn cho chị à. Dạ mà anh nói là anh mẹ chị Tiên với anh với mẹ là họ có nói chuyện với ảnh rồi. Em còn không tin nữa, em ảnh còn lôi em đi qua bển thêm một chặp nữa hỏi bà mẹ ảnh nữa. Tối bữa đó. Rồi mẹ ảnh con em qua tới bển em mới hỏi mẹ là mẹ nói là anh mẹ không có được nói mà ảnh cũng có được nói nữa. Là bữa đó là em nhảy xuống sông rồi đó. Ảnh phóng theo anh chụp anh lại. Nhưng mà cái căn trọ ở đây anh nghĩ biết bao nhiêu rồi ở được, tại sao mà mình ở không được? Chị có nghe chị Tiên nói là chị Tiên đã cử một người ở cơ quan thám tử đi thăm dò chị không? Dạ em có nghe. Có nghe không? Dạ có. Và người ta nói đúng mà chị không? Cái chỗ bắn cá đó, chiều bữa nào em bắn số, em có vô bán chỗ đó, người ta mua cho em một lần tới 5 tấm. Chiều số chị rồi. Chị bán cái số bao nhiêu ngày? Hả? Bán thì từ ngày lên trọ đây chị bán số bao nhiêu ngày? Bán cũng đâu 9-10 bữa. Bán 9-10 bữa liên tục đúng không?
chị nói chín mười rưỡi đúng không? Cái anh đó đi theo chị nói chị là không có bán một ngày nào, có thể là có một ngày hai ngày bán, còn lại không có bán. Chị bệnh, chị nằm ở nhà, chị ở nhà ít đi ra ngoài. Không, em có bán 9-10 bữa từ khi em bị mắc mưa, em đổ bệnh, em mới nằm ở nhà. Bán số có tiền lời, tại sao nó càng ngày nó càng mất tiền? Rất là nhiều lần mất tiền và đưa tiền hết là sao? Em bán là 50-70. Thì cũng như em bán, người ta đưa em tiền thì người ta kêu em lấy 2 tấm thì em đưa cho người ta, hỏi người ta lấy cái nào, cho người ta lựa, người ta kêu em lấy cái nào cũng được thì em đưa cho người ta lấy thí đại, tự người ta lấy. Có nghĩa là chị nói là người ta ăn gian chị? Không, em không suy nghĩ là người ta ăn gian. Nhưng mà 50-70 tờ thì cứ điếm bình thường thôi. Bán rồi thì em để tiền vô túi chứ em không có cầm cái bọc hoặc là cái bóp gì theo, giống như mấy người bán cái số khác. Bán được là em nhét cho túi quần, bán được là em nhét cho túi quần, chừng nào hết tiền em mới nhóc móc ra lại ngồi điếm. Hôm qua bán năm bán cái giường 600.000, sao mình không lãnh 50 tờ giấy số mình đi bán để mình xài? Dạ. Em tính lại cho mấy anh lại nói chuyện cho rồi, cho quay clip này là em cũng không có quay cho ai quay lên clip, còn em cũng không có. Chị có lời gì chị nói mạng, chị cứ nói đi. Chắc sẽ là cho không quay clip này thì tụi em sẽ không có. Dạ. Cuộc sống thì mình cứ bươn chải được, mình có sức khỏe mình bươn chải được. Cũng như nhưng mà chắc lâu. Sẽ Phong sẽ quay là một cái clip để đi mua chiếc xe mới cho lại cho kè chị. À. Mà cũng như là nhiều lần em hết vốn hết này kia, em cũng không có từng nhắn tin với anh hay là anh Phong Bụi để cầu xin mấy anh đó để kêu gọi mạnh thường quân giúp cho em. Tự người ta thấy vợ chồng em tội nghiệp, người ta ghi điện cho mấy anh chứ em cũng chưa lời nào nhắn tin. Từ lúc em bị hư em bé tới giờ là em cũng không có từng nhắn tin, tới anh Phúc nhắn tin cho anh chứ em cũng không có từng nhắn tin. Nói chung là từ hồi em lúc em bán trái cây hết vốn hết tiền là em không có từng nhắn tin cho một YouTube nào để mà em kêu xin gia hợp, kêu gọi mạnh hơn để xin tiền cho em. Có nghĩa là chị không có cần ai giúp đỡ, tại không. Mọi người giúp đỡ thì chị nhận đúng không? Không phải, em không phải nói như vậy. Ý em nói là em người ta đã giúp em rồi mà tại vì em làm em không biết đấy thì em tại không sao mở. Thì lúc còn của này chị không biết sửa và chị sửa mình chị giữ lại mà tại sao chị lại bán hết luôn? Thì lúc đó lúc mình lên là mình cảm nhận được rằng đó là mình đã sai lúc đó đúng không? Yeah. Là mình xuống dòng cầu xuống thì mọi người thấy thương chị đưa chị đi lên thì tại sao chị không giữ cái số vốn đó, cái số tiền đó, cái của cải người ta tặng cho chị để mà chị làm vốn mà lại bán hết luôn? Hiện giờ người ta còn thiếu tiền em 1.500.000 mà em hỏi hoài người ta không có trả, người ta nói không có tiền, rồi em cũng nói không có tiền thôi chứ giờ người ta không tiền em cũng đâu biết làm sao. Yeah. Tất cả các mạnh thường quân một khi người ta cho đi đó người ta sẽ không bao giờ lấy lại. Người ta cho đi, người ta không cần ở mình điều gì cả. Và người ta chỉ cần mình gặp, mình làm ăn phát triển là người ta đã rất là vui rồi. Và ngày mà chị xuống á, kết quả xét nghiệm của chị á là âm tính á, thì cô chú anh chị Mạnh Thường Quân tin tưởng chị rằng không có dính líu vô những cái con đường khác nên đã giúp chị một lần nữa. Tuy nhiên trong vòng một tháng thôi thì điện thoại hư, chiếc giường cũng mất, thậm chí là chiếc xe thì không biết như thế nào, chiếc xe chưa bán nhưng mua lại nhiêu? Dạ, chiếc xe em bán lại 4.500.000, mua lại chiếc xe 4.000.000. Lúc chị bán xe chị mua lại sao chị không nói với Phong? Cái đó là em nói là xe bán rồi mình mua xe khác cũng vậy, không có anh Phong, không bỏ không có điện liên lạc, không có hỏi. Có một thông tin như thế này nè, anh Thám Tử đã nói nè. Ngày hôm em đưa chị đi khám, chị cố tình kêu Phúc né mặt em không đi làm vì sợ em hỏi chiếc xe đó đâu ra. Sau đó thì chị kêu một anh xe ôm mượn cái năn nỉ cái chiếc xe của ảnh để mà đưa em quay xong rồi em về là thôi trả lại chiếc xe đó. Còn anh Thám Tử nào mà hay cỡ đó, em cũng không biết anh Thám Tử đó ở đâu ra. Thế bây giờ ai nói về thì cứ việc nói, bây giờ dù em đã sái nhiều lần rồi, bây giờ người ta có nói em sái một lần nữa em cũng nhẫn chịu được. Tại vì em có sái với người ta thì mình cái vết thẹo đó là mình làm sái một lần rồi cũng như là mình sái cái đợt. Nhưng mà cái chiếc xe là có phải chị mua ngày trước không cho chị, xong là ngày sau chị nó bán rồi? Dạ không. Không. Cả
nãy giờ thì Duyên á cũng có nói là chiếc xe hư và chạy chết máy hoài và không được, hiện bây giờ mới đổi xe khác đúng không? Dạ. Đổi là đổi mượn hay là đổi bán? Đổi. Bán rồi đổi. Bán rồi mua lại luôn. Mua như... lại rồi. Dạ. Tôi cũng như là đổi cái gì? Mình bán chỗ đó mình mua xe lại chỗ của người mà xài bán lại cho mình nữa. Chị bán chẳng xe hả? Xe bán chút trước kia. Còn chiếc xe thì Phúc đang chạy. Dạ. Phúc đang chạy đi câu cá. Dạ, với ba. Với ba cùng của chị. Dạ. À, vậy là có số điện thoại gì? Dạ. Để tí xíu nữa phong điện cho Phúc để mà có gì lấy chiếc xe đó lại đổi lại cho chiếc mới. Dạ. Thì sao cô Út ứng thì sao mà chị lại có vẻ như là muốn khóc vậy? Còn chiếc giường là chị đứng ra bán hay là chị bán? Dạ em. Ví dụ chị có dọn đi chị không ở thì chị cũng để lại cho đế ngủ chứ đâu bán có 600 ngàn. Nói chung em có hỏi mà đế nó dặn em nó khóc hoài, chạy vô cột cắm nó ngồi nằm ngồi khóc, em kêu nó ra em hỏi chị em nói chuyện nó không ra. Tới hôm qua này tới cũng đâu 4-5 giờ chiều gì rồi ra. Chị có lo rằng là tại sao mọi người mua chiếc giường vậy á, anh Bường Hồ có qua thì nói sao với anh Bường Hồ với Mạnh Thường Quân? Em nói em bán rồi em về bển em sống như là sống là không để cho mấy anh YouTube tới lui để mà quay nữa, như sống tự mình làm bản thân mình như lúc trước. Mấy ảnh chưa thấy mình khổ sống ở dưới làm cầu thì tự hai vợ chồng đi làm được. Bây giờ có mấy ảnh giúp đỡ rồi, hai vợ chồng cứ lục trong nhà hoài, tiền ấy cứ xào sáo không biết dù tiền đó đi đâu về đâu. Mắc cứ hết lặng chút hoài. Số tiền đó chỉ trao cho chị thôi mà chị không biết đi về đâu luôn, biết sao nói luôn. Mình có nấu cơm gì ăn không chị? Dạ, sáng em có nấu cháo. Có nấu cháo cho em coi với. Nấu cháo trắng hả? Dạ, nấu cháo. Cái này là cái gì? Cá tra kho. Chị mua hay gì? Dạ. Cá ba là thôi làm lên cho. Rồi cháo thì em nấu nha. Thuốc này là có chị hay sao? Dạ. Thuốc gì á? Thuốc thì thuốc nhức đầu dưới chóng mặt đó. Dưới thuốc. Cái giường bán rồi tấu ba chị em nằm ngủ dưới đây luôn gì đó hả? Dạ em để hai cái giường cho hai cái nệm chồng lên cho em mới nằm. Thì chị ngủ đâu? Em chồng em nằm ở đây. Cái hộp đó hộp gì hả chị? Hộp kem với son của nó. Ừ. Nấu em nấu uống sáng giờ chưa rửa chén nữa đó hả? Dạ chưa đó, chiều mới rửa. Bây giờ nó từ cao ráo nó xuống ẩm thấp vậy nè, em không biết nói sao luôn. Thì thôi thì bây giờ thì em không biết nói như sao như thế nào với chị. Thì em đợi phản hồi của chị Linda Trần có gì thì em sẽ cho chị hay. Yeah. Ha. Còn cái số tiền mà của chị Tiên á. Yeah. Là chị đã nắm được rồi đúng không? Yeah. Là mình đưa cho mẹ rồi mẹ giữ giùm cho chị Tiên chứ không phải giữ giùm. Dạ, cho dạ, chị em không có nói là giữ cho em. Dạ, dạ. Rồi hôm trước là 1 triệu đó là ai mượn? Phúc mượn hay chị mượn? Chị Tiên mượn cho em. Không, 1 triệu mà Phúc qua lấy kìa. Rồi em hỏi mượn nhưng mà tới về bển Phúc lấy tiền đó là qua đi dọc đường anh Phúc nói làm ba điện cho cái ông xe đó là hả không có đưa tiền cho anh Phúc. Ơ không có đưa tiền, không cho anh Phúc đem tiền về cho em. Hoặc tiền đó anh Phúc phải giữ chứ không có đưa cho em. Ừ. Rồi tiền đó đem về thì anh Phúc có, em lấy đồng anh Phúc có 50 ngàn thôi. Rồi hai đồng sao có tự cãi gì không? Dạ. Dạ có cãi nhưng mà thì anh kêu lấy tiền nhà trọ lại đi mướn chỗ khác đó. Em nói là không, em không chịu. Một hai anh kêu em phải đi về bển hỏi ba mẹ anh cho ra chuyện. Thì anh mới đi lôi em về bển hỏi mẹ anh. Thì em mới qua tới bển em hỏi là mẹ anh là không có được ảnh qua bển, chỉ lấy tiền thôi chứ không có được nói gì chứ. Không có nói vụ lấy tiền nhà trọ gì lại chứ.
Rồi thôi, cái cô Tư, cô gì đó còn thiếu mấy triệu đó thì cố gắng giữ đó làm vốn ha. Thì bây giờ để Phong giữ cái vấn đề sao chiếc xe sao với chị đi ha. Dạ. Dạ, rồi còn cái số tiền của chị Linda. Dạ. Thì em sẽ thông tin với chị sau. Dạ.